Thế giới 24 giờ qua. Khởi đầu không mấy suôn sẻ giữa Trung Quốc và Mỹ cho năm 2021. Trong những ngày đầu năm, đã xảy ra một loạt sự kiện khiến mối quan hệ Mỹ-Trung thêm căng thẳng. Đây là một khởi đầu khó khăn đối với bất kỳ ai hy vọng năm 2021 có thể chứng kiến sự giảm nhiệt căng thẳng trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Hồng Kông, đối với một số người, có vẻ sẽ trở thành một vấn đề, thậm chí còn gây tranh cãi hơn. Cảnh sát tại thành phố này vào ngày 6 tháng 1 đã thực hiện những động thái quyết liệt nhất khi bắt giữ hơn 50 nhà hoạt động theo đạo luật an ninh quốc gia. Trong số những người bị bắt có một luật sư người Mỹ, công dân nước ngoài đầu tiên bị giam giữ theo đạo luật này. Những động thái của cơ quan hành pháp Hồng Kông này đã khiến Antony Blinken, người được tổng thống mới đắc cử Joe Biden đề cử cho vị trí ngoại trưởng, tuyên bố trên Twitter rằng chính quyền sắp tới của Hoa Kỳ sẽ đứng về phía người dân Hồng Kông. Dòng tweet đó chắc chắn sẽ khiến Bắc Kinh khó chịu. Quốc gia vốn từ lâu đã phản đối việc can thiệp vào công việc nội bộ của mình. Dòng tweet của Blinken dường như cũng sẽ khiến cho hai bên khó có thể mở ra cửa sổ hy vọng mới, điều mà Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã đề cập trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 2 tháng 1 và hy vọng rằng hai bên có thể đạt được. Cuộc điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới về nguồn gốc của COVID-19 cũng là một vấn đề nóng khác. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã đưa ra lời chỉ trích hiếm hoi đối với Trung Quốc sau khi Bắc Kinh đã không phê duyệt cho một nhóm điều tra của WHO tới nước này, khiến công việc bị trì hoãn sau nhiều tháng trời chuẩn bị. Cựu Tổng thống Donald Trump đã rút Hoa Kỳ khỏi WHO, nhưng chính quyền của ông từ lâu vẫn đổ lỗi cho Trung Quốc về sự lây lan của virus corona trên khắp nước Mỹ. Điều đó khiến nhiều khả năng Washington sẽ phơi phán bất kỳ dấu hiệu cản trở nào từ phía Bắc Kinh đối với cuộc điều tra. Và còn đó là mối đe dọa trên lĩnh vực tài chính. Điều đã được kiểm chứng qua những khúc mắc về việc liệu Sở Giao dịch Chứng khoán New York có thực sự hủy niêm yết của ba công ty viễn thông thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc hay không. Cuối cùng thì việc hủy niêm yết đối với China Mobile, China Telecom và China Unicom sẽ được định đoạt. Nhưng trước đó thì Bắc Kinh đã mô tả câu chuyện này như một ví dụ cho thấy các quy tắc và thể chế của Mỹ có thể độc đoán, liều lĩnh và khó đoán như thế nào. Ngay sau đó đã có thông tin tiết lộ rằng chính quyền Trump cũng đang xem xét lệnh cấm đầu tư vào Alibaba và Tencent. Mặc dù các cơ quan quản lý Trung Quốc trong thời gian gần đây cũng có những vấn đề riêng với những gã khổng lồ công nghệ của nước này, nhưng Bắc Kinh vẫn sẽ cảm thấy cần phải bảo vệ những công ty này nếu họ bị Washington tấn công. Với rất nhiều vấn đề vẫn còn tồn tại, thật khó để cho rằng mối quan hệ giữa các cường quốc hàng đầu thế giới sẽ tránh được một năm khó khăn. Bắc Kinh sẽ phát hành tiền kỹ thuật số trị giá 1,55 triệu đô la để thúc đẩy tiêu dùng dịp Tết. Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc sẽ phát hành tiền kỹ thuật số trị giá 10 triệu nhân dân tệ, khoảng 1,55 triệu đô la cho người dân địa phương vào Chủ nhật ngày 7 tháng 2 để thúc đẩy tiêu dùng trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán sắp tới. Theo Cơ quan Giám sát Tài chính thành phố Bắc Kinh, đồng nhân dân tệ kỹ thuật số sẽ được phát hành thông qua sổ số trong các phong bì áo màu đỏ với giá trị 200 nhân dân tệ mỗi phong. Từ Chủ nhật ngày 7 tháng 2 đến Thứ Hai ngày 8 tháng 2, người dân địa phương có thể đăng ký sổ số trên ứng dụng điện thoại di động và kết quả sẽ được công bố vào ngày 10 tháng 2. Người trúng sổ số có thể chi tiêu đồng nhân dân tệ kỹ thuật số từ ngày 10 tháng 2 đến ngày 17 tháng 2 tại các cửa hàng trực tuyến và cửa hàng thực tế được chọn, bao gồm quần áo, giày dép, rạp chiếu phim, khách sạn và các lĩnh vực khác. Sử dụng tiền kỹ thuật số trong tiêu dùng đặc biệt được khuyến khích trong các hoạt động thể thao mùa đông, vì thành phố đang chuẩn bị cho việc sử dụng thí điểm thêm hình thức tiền tệ mới trong Thế vận hội mùa đông sắp diễn ra vào năm 2022. Ngoài Bắc Kinh, một số thành phố của Trung Quốc, bao gồm Thâm Quyến và Tô Châu, cũng đã thí điểm đưa đồng nhân dân tệ kỹ thuật số vào sử dụng từ năm ngoái. Kịch bản phố Wall đấu Reddit liệu có xảy ra tại Trung Quốc? Cơn sốt bán khống gần đây trên phố Wall sẽ không thể xảy ra tại Trung Quốc, nơi có rất nhiều các quy định chặt chẽ trên thị trường. Bán khống ở đây được hiểu là chiến lược kinh doanh khi nhà đầu tư đặt cược rằng giá cổ phiếu hoặc tài sản nào đó giảm trong tương lai. Để có thể bán khống một cổ phiếu,
các nhà đầu tư sẽ đi mượn cổ phiếu đó và bán chúng, sau đó mua lại số cổ phiếu đó ở giá thấp hơn và hưởng phần chênh lệch. Nếu giá cổ phiếu không hạ xuống, nhà đầu cơ sẽ cố gắng tối thiểu hóa khoản thua lỗ bằng cách mua lại số cổ phiếu đó với giá cao hơn so với thời điểm bán ra. Các nhà đầu tư tại Trung Quốc ít khả năng bán khống cổ phiếu bởi những quy định pháp lý chặt chẽ tại quốc gia này. Kể từ tháng trước, hàng triệu nhà đầu tư cá nhân đã đổ xô vào diễn đàn Wall Street Bet trên Reddit. Họ cùng nhau thổi giá các cổ phiếu mà nhiều quỹ phòng hộ đã bán khống, hay nói cách khác, đặt cược rằng giá các cổ phiếu đó sẽ giảm xuống. Một làn sóng giao dịch được thực hiện thông qua các bên môi giới chứng khoán như ứng dụng Robinhood khiến cho giá các cổ phiếu được bán khống như GameStop, công ty kinh doanh trò chơi điện tử, tăng tới 400% chỉ trong một tuần. Cổ phiếu của GameStop và nhiều doanh nghiệp khác được nhắm tới bởi cộng đồng người dùng Reddit, sau đó giảm giá thảm hại. Nhưng trước đó, một vài quỹ bán khống các cổ phiếu này hứng chịu khoản lỗ lên tới hàng tỷ đô la. Tại sao thị trường chứng khoán Trung Quốc lại khác biệt? Đây là những phân tích từ các chuyên gia khi họ nhận định tình trạng tương tự sẽ không thể xảy ra tại Trung Quốc. Đầu tiên, khái niệm bán khống vẫn còn tương đối mới và phạm vi vẫn rất hạn chế tại Trung Quốc, nơi nhà chức trách đề cao việc kiểm soát rủi ro. Các nhà lập pháp Trung Quốc chỉ bắt đầu cho phép bán khống từ khoảng 10 năm về trước và giá trị của các khoản đầu tư này được duy trì dưới 1% tổng vốn hóa thị trường. Quy trình bán khống tại Trung Quốc cũng không có nhiều khác biệt so với ở Mỹ. Các nhà giao dịch tạo ra lợi nhuận thông qua việc vay mượn cổ phiếu, bán chúng đi rồi mua lại chúng trong tương lai khi giá của cổ phiếu đó đã giảm. Nhưng một điểm khác tại Trung Quốc đó là nhà đầu tư chỉ được bán khống một phần nhỏ lượng cổ phiếu giao dịch trên hai sàn chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến. Danh sách các cổ phiếu khoảng 1.600 mã hoặc hơn thường xuyên được thay đổi và thường chỉ bao gồm các doanh nghiệp có nền tảng tốt, theo Bruce Ban, trưởng bộ phận nghiên cứu chiến lược kinh tế vĩ mô tại China Renaissance. Điều đó hoàn toàn trái ngược với môi trường bán khống tại Mỹ, nơi các quỹ đầu tư thường nhắm vào các công ty như GameStop thông qua các điểm yếu trong hoạt động kinh doanh của họ. Khả năng bán khống các cổ phiếu tại Trung Quốc bị giới hạn ở mức 10% hoặc 20% biên độ giá hàng ngày đã khiến cho các nhà đầu cơ không mặn mà với hình thức giao dịch này. Thay vào đó, đổ tiền vào các chiến lược đầu tư khác, ví dụ như đẩy giá cổ phiếu trước khi bán chúng. Tại Mỹ, quá trình giao dịch các cổ phiếu riêng lẻ có thể sẽ bị đình chỉ nếu như gây ra sự biến động quá lớn trên thị trường, và hệ quả cuối cùng vẫn là sự biến động của giá cổ phiếu, giống như trường hợp của GameStop, khi giá cổ phiếu của cổ phiếu này có lúc tăng hơn 130% chỉ trong một phiên, nhưng lại giảm 44% vào phiên kế tiếp. Ổn định bằng mọi giá. Các nhà lập pháp Trung Quốc đề cao sự ổn định trong quá trình xây dựng các chính sách kinh tế và tài chính, ngay cả khi họ muốn cải thiện môi trường kinh doanh thông qua việc thu hút thêm các nhà đầu tư nước ngoài và nâng tầm vị thế của các thị trường chứng khoán là một kênh kêu gọi vốn hiệu quả cho doanh nghiệp quốc gia này. Tâm lý đó đã ảnh hưởng tới các nhà đầu tư chứng khoán, những người cho rằng với sự trợ giúp ngầm từ Bắc Kinh, giá cổ phiếu sẽ chỉ đi lên. Sự suy diễn này làm dấy lên hiện tượng đầu cơ trên thị trường chứng khoán Trung Quốc, khiến nhiều người mô tả thị trường này bằng biệt hiệu casino. Nhưng với việc có tới hàng triệu nhà đầu tư cá nhân, thay vì các định chế tài chính, đang áp đảo các giao dịch chứng khoán Trung Quốc, giới lập pháp Trung Quốc vẫn duy trì quan điểm hạn chế mức tối đa hiện tượng thua lỗ trên diện rộng, coi đó là một phương thức hiệu quả để đảm bảo sự ổn định trên thị trường. Điều đó có nghĩa các cơ quan chức năng sẽ áp dụng nhiều hơn các biện pháp phòng ngừa nhằm kiểm soát thị trường và chắc chắn sẽ gây ra nhiều khó khăn cho nhà đầu tư cá nhân nếu như họ muốn tạo nên một cơn sốt tương tự như những gì đã xảy ra tại Mỹ. Chuyên gia lo ngại có thể có đợt bán tháo vàng trong tuần này. Dù rằng các chuyên gia phân tích vẫn lạc quan về triển vọng giá vàng trong tuần này, vẫn có không ít chuyên gia cảnh báo về khả năng có thể giảm một mặt xuống dưới 1.700 đô la một ounce. Trong tuần qua, theo đánh giá của nhiều chuyên gia, vàng đã bị quá bán. Dấu hiệu rõ nhất có thể thấy ở việc giá vàng rơi xuống dưới mức 1.800 đô la một ounce trong ngày thứ năm. Dù rằng các chuyên gia phân tích vẫn lạc quan về triển vọng giá vàng trong tuần này, vẫn có không ít chuyên gia cảnh báo về khả năng có thể giảm một mặt xuống dưới 1.700 đô la một ounce. Lý do đằng sau việc vàng bị quá bán trong tuần
chính là đồng đô la Mỹ mạnh lên và đường cong lãi suất đảo chiều, theo nhận định của chuyên gia. Giá vàng thậm chí còn giảm sâu hơn do hàng loạt đợt bán kỹ thuật. Theo phân tích của trưởng bộ phận đầu tư khu vực các thị trường mới nổi và châu Á tại quỹ Stonix, ông Hona Cornell. Một lần nữa, yếu tố hữu hình chính là đồng đô la tăng giá sau hàng loạt diễn biến thông tin kinh tế và tài chính tích cực. Giá vàng rớt xuống dưới ngưỡng 1.800 đô la một ao. Hàng loạt hoạt động bán kỹ thuật càng khiến cho giá vàng giảm sâu hơn, ông Cornell nói. Một phần quan trọng đằng sau những đợt bán kỹ thuật có thể gọi đến với cái tên chữ thập chết. Điều này xảy ra khi mà diễn biến giá vàng trung bình 50 ngày rơi xuống dưới ngưỡng trung bình của 200 ngày giao dịch gần nhất. Nếu kịch bản này xảy ra, áp lực bán kỹ thuật với vàng giao ngay sẽ ngày một tồi tệ. Đồng đô la sẽ là một trong những yếu tố lớn nhất tác động đến giá vàng trong ngắn hạn. Chuyên gia phân tích kiêm bộ trưởng bộ phận kinh doanh tại Kiko Metan, ông Peter Hill, nói: trong vòng 2 ngày gần nhất, chúng ta đã chứng kiến đồng đô la mạnh lên. Chỉ riêng trong tuần này, đồng euro giảm giá khoảng 2%, tương xứng với mức giảm 40 đô la một ao của giá vàng trong ngày thứ năm. Giá vàng đang diễn biến theo đúng hướng đi của đồng đô la, ông Hill chỉ ra. Lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ thời hạn 10 năm tăng lên khiến đồng đô la tăng giá bởi lượng tiền vào đồng đô la ngày một tăng dần. Chuyên gia phân tích về thị trường hàng hóa tại ASEO Future, ông Daniel Bavilonis nhận xét: giá vàng phản ứng bằng cách tăng và rồi sau đó lại bị bán mạnh. Trong tuần này, chuyên gia nhận định sẽ có thể có thêm nhà đầu tư vào thị trường săn hàng giá rẻ. Còn ở hiện tại, giá vàng hiện đang trong trạng thái trung lập. Gói kích cầu mà Tổng thống Joe Biden đang hướng đến thông qua sẽ có vai trò quan trọng đối với giá vàng. Nó đã được tính toán để làm sao mà không có sự ủng hộ của đảng Cộng Hòa thì phía đảng Dân Chủ vẫn có được gói kích cầu ấy. Gói kích cầu sẽ không đi vào nền kinh tế cho đến giữa tháng 3 năm 2021. Thế nhưng, nó đang đến. Tuy nhiên, thị trường kim loại vẫn còn nhiều triển vọng. Ngoài ra, có thể nói đến việc sẽ còn nhiều vấn đề về đại dịch COVID-19 giống như các chủng virus mới. Tất cả những điều này đồng nghĩa với việc Ngân hàng Trung ương và Chính phủ các nước sẽ tiếp tục có chính sách tài khóa điều chỉnh. Như vậy, giá vàng sẽ có điều kiện thuận lợi để tăng. Thông tin về các gói kích cầu đã tác động mạnh đến thị trường vàng. Diễn biến này sẽ vẫn tiếp tục cho đến khi gói kích cầu thực sự được công bố. Từ đó, giá vàng sẽ vẫn tiếp tục tăng cao hơn nữa.